vi tuổi Canh Dần 1950 tháng 8 âm lịch. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi năm vận trình mỗi khác do sự vận động của các thiên tinh nên trường khí ảnh hưởng lên từng vị trí, từng người trên trái đất sẽ khác nhau. Sự vận động của tự nhiên đó đã ảnh hưởng trực tiếp lên vận trình may mắn và tài lộc của mỗi người. Bước sang tháng 8 âm lịch, ai ai cũng tò mò về số phận của mình, không biết sang tháng 8 các hung vận hạn sẽ ra sao. Đặc biệt là gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Trong tháng 8, những người tuổi Canh Dần gặp phải hạn thái tuế, nhưng không vì thế mà vận trình không được may mắn. Do được quý nhân tương trợ, gia chủ tuổi Canh Dần cực kỳ may mắn trong tháng 8 âm lịch. Họ là người có cá tính, mạnh mẽ, thích giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu thương, quý trọng. Trong tháng 8 âm lịch, do được quý nhân tương trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuy không tạo dựng được cơ đồ, nhưng sự nghiệp của gia chủ Canh Dần cũng khiến không ít những người phải ghen tị, nể phục. Nghèo khổ đủ rồi, bước sang tháng 8 là thời điểm bùng phát của quý vị. Nên quý vị hãy nắm bắt thời cơ, tạo nên những bước đột phá mới trong tháng 8. Quý vị đang rất tò mò về lá số tử vi của mình trong tháng 8 âm lịch. Và ngay bây giờ, kênh Phong Thủy Gia Cát mời quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết vận trình của mình trong video ngày hôm nay. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng, ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ, khó có thể thao túng. Người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở, chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Xem tử vi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, người tuổi này gặp được nhiều may mắn, không phải thường xuyên lo nghĩ, nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, đương số sống trong tình yêu thương của con cháu sau nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình, mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Canh âm kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là thân khắc xuất. Trong ngày này, gia chủ tuổi Canh Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Nếu người sinh năm 1950 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là những người làm trong lĩnh vực hợp tác, làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bản mệnh cần lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Tuy nhiên, dù sao bản mệnh cũng là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân,
Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản đương số vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế, người tuổi này có một cuộc sống khá dư dả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi cho thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn với những người Canh Dần sinh năm 1950. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bản mệnh hãy chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Canh Dần hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Canh Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Các gia chủ Canh Dần đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời. Do đó, bản mệnh không có khả năng tách ra. Nếu không bị ràng buộc, bản mệnh có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 8 âm lịch, bản mệnh sẽ phải để tâm, lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình. Quý gia chủ nên thư giãn để bọn trẻ ở đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Canh Dần trong tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát ứng dụng vào trong cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Canh Dần có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10. Tháng 8 Đinh Dậu có nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành, kim cục, xung mão, hình Dậu, hại Tuất, pha Tý, tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Canh Dần sinh năm 1950, trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 8, tức ngày mùng 9 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thân, nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch 15 tháng 8, tức ngày 21 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Thân, nạp âm Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 27 tháng 8, tức ngày mùng 3 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Sát Thân, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo độ tuổi của mệnh chủ Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Dần tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 8, tức ngày 12 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 18 tháng 8, tức ngày 24 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Quý gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sử dụng vật phẩm phong thủy Kim Bài Thái Tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, Kim Bài Thái Tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Canh Dần. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Kim Bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Canh Dần 1950 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có được những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát, gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống xung quanh chúng ta đôi khi có những khó khăn để thử thách mọi người. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi khó khăn ấy để hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Quý gia chủ đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.